không ngày đi, tôi nói không ngày là mũi một. Ví dụ một tháng sau là các bạn tiêm mũi hai, thì người ta lại khuyến cáo các bạn là phải 3 tháng, 6 tháng sau các bạn mới tiêm mũi ba. Các bạn thấy là có khoảng thời gian dài hơn so với là khoảng cách từ mũi hai đến mũi một. Đó là do cái lượng kháng thể được hình thành, người ta muốn giảm thiểu cái tác động lên trên cái vaccine thôi. Nhưng nếu các bạn ví dụ như bây giờ tiêm là 6 tháng sau các bạn mới tiêm, nếu các bạn tiêm trong bất kỳ khoảng thời gian nào đó thì nó vẫn tạo nên miễn dịch, nhưng mà miễn dịch sẽ kém hơn nếu các bạn chờ 6 tháng. Từ trong cái miễn dịch chủ động các bạn nó có thêm cái miễn dịch tế bào nữa, còn miễn dịch bị động về cơ bản là miễn dịch tế bào không có mặt. Cho nên cái gọi là miễn dịch tế bào nhớ trong cái miễn dịch chủ động nó mạnh hơn so với lại cái trường hợp mà của cái miễn dịch bị động. Cái miễn dịch nhớ sẽ là miễn dịch bị kích ứng tạo miễn dịch. Đây có thể chị ta hỏi gì khác không? Một bên đầu virus đầu, với virus đầu thì cũng có gì nhiều để nói, nhưng các bạn cần phải biết rằng có cái bệnh đó xảy ra trong chăn nuôi của chúng ta, sẽ xảy ra trên bò, trên dê, thường có thể xảy ra trên da cầm. Thông thường khi nói đến bệnh đầu chúng ta thấy nhiều đến bệnh đầu trên da cầm, làm vaccine cái đó thôi, làm vaccine. Còn trên trên bò, về cơ bản trên bò thì người ta không tiêm vaccine đầu, trên dê người ta cũng tiêm. Nhưng nếu trường hợp mà bệnh lý ví dụ như đây dê mà bị bệnh đầu thì thường là rất dễ chết, nó khác với bò. Bò bệnh đầu khó chết nhưng dê bị bệnh đầu dễ chết, cho nên chúng ta cũng sẽ xem xét để mà chúng ta có thể tiêm cái vaccine ngừa bệnh đầu trên dê. Những cái nốt đầu xuất hiện trên da của con dê. Còn bệnh đầu trên gà thì các bạn nhìn các bạn dễ biết rồi, nó xuất hiện những cái mụn. Đương nhiên là tất cả những cái loại cái con da cầm mà bị bệnh đậu này các bạn nuôi hay các bạn chữa hay các bạn loại đi nha các bạn, đừng có giữ làm gì. Bệnh tiếp theo là do con virus herpes. Virus herpes gây bệnh trên heo và trên da cầm. Ở trên heo thì nó gây nên cái bệnh gọi là bệnh Oyski hay là bệnh da dài. Còn trên da cầm thì nó gây nên bệnh Marek. Cả hai trường hợp thì con virus này được tấn công trên cái mô thần kinh và từ đó gây bệnh lý thần kinh, bệnh trình chính thần kinh. Cho nên là cái dấu hiệu thần kinh được xem như là một trong dấu hiệu để các bạn chẩn đoán nghi ngờ liên quan đến bệnh do herpes virus Oyski trên heo và Marek trên da cầm. Thế bây giờ chúng ta nói về câu chuyện truyền lây. Oyski truyền lây như thế nào? Oyski truyền lây thông qua nước bọt là chính, tiếp xúc trực tiếp bài thải vào không khí. Nó bài thải thông qua cái dịch trên đường hô hấp, như vậy nó sẽ lây truyền qua không khí. Và do nó lây truyền qua không khí và qua tiếp xúc trực tiếp với nước bọt, biện pháp kiểm soát không chứng chúng ta nói rồi. Về thiết kế chuồng, nếu chúng ta có vách ngăn thì tốt, chuồng kín thì tốt, cái hệ thống của chúng ta mà thông thoáng tốt á, thông thoáng tốt là tốt. Vệ sinh tiêu độc cũng vậy, nó là vi sinh vật gây bệnh trên đường hô hấp, bài thải lây truyền qua không khí, vệ sinh tiêu độc toàn bộ không gian. Đó những điều mà chúng ta đã từng nói với nhau rồi, cho nên là tôi cũng không có nhắc lại nhiều. Với bệnh Marek, thì cái cách thức truyền lây nó hơi đặc biệt một chút. Cách thức truyền lây của nó là gì? Cái con virus Marek á, nó cư trú ở cái gốc của cái lông, gốc của lông của con da cầm. Nó cư trú đó và nhân lên tại đó, cho nên là sao? Nó sẽ bài thải ra bên ngoài môi trường qua các vảy da, hoặc là khi mà cái con da cầm nó dùng những cái lông đó thì khi đó nó có thể phát tán ra bên ngoài, nó lây truyền qua không khí.
hoặc là nó nhiễm trực tiếp. Thế cho nên cái đường lây truyền của cái con cái Marek này nó hơi đặc biệt ở chỗ là nếu như OSK nó lây truyền qua không khí theo cái kiểu là bà phải qua đường hấp tự nhiên, Marek lây truyền chúng ta hình dung thế này, nó không truyền qua trứng, nó không lây trực tiếp qua cho con gà con, trừ khi con gà mẹ nó ấp con gà con thôi. Nếu con gà mẹ không ấp con gà con thì nó sẽ không truyền lây qua một cách trực tiếp. Chăn nuôi gia cầm công nghiệp có hay không có câu chuyện con gà mẹ sẽ ấp trứng? Trong chăn nuôi gia cầm công nghiệp làm gì có chuyện gà mẹ ấp trứng, tất cả mọi trứng được cho vô lò đó. Bởi vì tại sao cái con gia cầm con lại bị nhiễm con virus Marek? Vì chuồng nuôi như thế nào, cách thức nó lây như thế nào. Cái đó là chúng ta nói chung gạch thì được, cái gạch đẻ thì được, tự gạch con mà. Gạch con cứ mỗi đứa đẻ gạch từ gạch con thì người ta phải dọn dẹp sạch sẽ cái chuồng nó đâu. Gà mẹ lây qua cho gà con như thế nào? Chúng ta hãy hình dung gà mẹ nó sẽ đẻ trứng rồi đẻ đương nhiên, phải không các bạn? Và nếu như khi nó đẻ trứng thì theo các bạn có hay không có nguy cơ cái vỏ trứng sẽ nhiễm con virus Marek? Nếu con gà có virus Marek, con gà có virus Marek nó nhiễm nhưng nó không có bị bệnh do chúng ta chích ngừa rồi nó, nhưng mà nó có thể mang trùng. Thì khi mà nó trong quá trình mà nó chúng ta nuôi để khai thác trứng của nó đó các bạn, cái lông của nó sẽ rụng, cái vảy da lông của nó cũng sẽ bong tróc, và khi đó cái con virus Marek nó sẽ đi theo những cái đó, nó nằm trong cái ổ đẻ. Khi nằm trong cái ổ đẻ đương nhiên trứng đẻ được, cái trứng mà được đẻ ra đó các bạn, nó sẽ dính chất nhầy, nó có thể dính phân. Đó chính là những cái yếu tố bắt giữ cái con virus Marek trên ổ đẻ. Và từ cái ổ đẻ, nếu như mà chúng ta không có cái biện pháp mà can thiệp xử lý cái vỏ trứng trước khi chúng ta đưa vào lò ốc thì đó sẽ là nguyên, đó là cơ hội để cho con virus Marek nó có thể nhiễm vào cho con gà con khi con gà con nở ra. Con gà con nở ra trong điều kiện cái vỏ trứng có con virus Marek nó sẽ bị nhiễm. Đó là cơ chế truyền vôi. Và xuất phát từ cơ chế truyền vôi thì chúng ta thấy nếu muốn kiểm soát sự truyền vôi này theo các bạn cần làm gì?